Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm dâu, kéo theo đàn trai vương mâm, coi bọn ngày ngày 25. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cả tình trăm năm. Hết rồi ạ. Hát hay nhưng không hay bằng anh Trang. Cho hỏi tên gì sinh bao nhiêu hả? Em tên Rio. Nay đông dữ, xíu rồi rớt xuống giận. Có thể xem nách của bạn không? Ôi Kỳ rước em về nhà thôi. Tự nhiên đòi xem nách. Đúng rồi đó, nhưng mà cảm ơn anh Dũng. Ủa chết rồi, rớt rồi. Tên đẹp quá ta. Thấy chưa? Đừng có nói là cao thấp, nó rớt xuống giờ. Trẻ dữ không anh? Anh Simon. Cái app này già quá đó. Tên đẹp quá ta, gần giống tên anh. Cây mắt quá, sao giờ này cứ bị cây mắt. Nana. Sao á? Kêu vậy á. Nó nồi thương to. Nhưng mà sao nghĩ vậy? Anh chưa nói lý do. Em xin quá, cảm ơn. Hình như hôm nay nó không bị flop nữa đó anh Dũng à. Nên là lúc nó lên là lúc nó xuống. Án gì vậy? Điệp hả? Em thấy em chỉ cute thôi chứ không có điệp. Hôm nay em khiêm tốn thật thà rồi đó. Cảm ơn Tiết Ca. Hôm nay rảnh đúng không? Sinh năm bao nhiêu hả? Anh đoán xem. Anh đoán xem. Phụng Nang. Khó đoán lắm thì anh cứ đoán đại, anh cảm thấy nó bao nhiêu là nó sẽ là bấy nhiêu ấy. Thì ạ. Đoán xem. Chắc tầm 200 won. Đúng vậy á. Không có xem nách xem gì á. Ai kìa, ai muốn show nách cho bạn nó xem kìa mọi người. Nãy em đặt wifi sẹt lửa luôn. Ủa mày bị khùng hay sao mà tự nhiên mày đập vậy? Con này nó điên. Đó là mọi người. Trời đất ơi, tự nhiên cái đoán xong kêu người ta xạo là sao? Nó thiệt đó. Thiệt mà. Qua đây chi nữa? Cũng đang muốn qua đây gọi. Thì em cũng sắp qua luôn. Ôi, ngủ ám ảnh. Hôm qua em ngủ rất là ngon tại em bị mệt. 2K3. Đó thì cho anh Alex đoán em là 2K3 luôn. Anh chỉ đoán em 2K1 thôi. Rio nhiêu tuổi rồi? Ủa ai vậy? Rio bao nhiêu tuổi? Đoán xem. Em đang kêu mọi người đoán mà mệt chắc nhớ anh nào. Không, tại vì mệt tại thiếu ngủ á. Cha chồng đi. Em sợ quá. 2K3 thật hả? Nếu mà 2K3 là già hả? Nếu mà 2K3 là già hả? 2K3 là... 2K3 là... đi học đại học á, đại học năm 2 đúng không, năm 3 vậy đó. Em của em là nó sắp tới năm 4 rồi. Muốn hỏi thật lòng để biết, để đi hỏi bà Bình Minh. Bà Minh Minh là bà nào? 2k. Lòi đó nha. Lòi hả? Cao Hận. Tóc em mới gội, nó bung bung tùm lum tà la tà lưa hết trơn. Loli. Nói thật đi, nói thật đó. Trời đất ơi, nói thật đi mà không tin. 2k. Cảm ơn anh Hùng. Chố chưa? Chố. Cha chồng nào vậy? Ai biết cha chồng mày, hỏi tao. Tao đâu biết đâu. Trông yêu thật. Vậy là yêu dữ chưa? Nhiều quá không biết. Trời đất ơi, mắc cười quá cha ơi. Kìa, kêu cha chồng mày tặng sinh nhật cho mày đi. Sinh nhật sắp tới rồi kìa. Ôi cái mặt lụm luôn. Hôm qua là sinh nhật Phụng Đen, hôm nay Phụng Đen đã có chồng rồi. Trời, quá trời ý nghĩa rồi. Chắc là hôm qua ước có chồng đúng không? Lắc quá. Đâu? Hôm nay mà. À hôm nay đúng rồi, hôm tối hôm qua. Tại vì đó nó qua ngày. Ủa vậy rốt cuộc là nhiêu tuổi mọi người? 23 tuổi. Cảm ơn Khang. Đồn có được không ta? Không. Nói gì á? Hôm nay là sinh nhật Phụng Đen. Tối hôm qua nó ước là nó có chồng nên hôm nay có cha chồng Phụng Đen. Hello Kim Sarah, lại mừng sinh nhật nữa ấy. Như Quân Nguyên ám ảnh vải. Anh không hiểu hả? Anh hiểu không? Đó 37 độ C ấm lắm không? Trời bây giờ thì nó hết có, nó hết lạnh rồi. Trời bây giờ bắt đầu nắng nóng rồi, ấm gì nữa. Mới 23 tuổi vậy mà anh tính kêu bằng chị. Ủa alo. Ước nhỏ nhoi ghê. Anh em rút sao lại kêu chị em. Hình như hôm ngày mai là có buộc, ngày mai là đi mấy bạn đi bộ đội đúng không? Anh em rút đi để mình tao thôi. Cảm ơn 1m75. 32 rồi đó ông. Quá đấy nhờ. Đi rồi. Ủa là hôm nay đi bộ đội rồi hả? Hay là hôm mai? Ủa phải mai hả? Tự nhiên nó bay mất tiêu luôn cái mai. Là ngày mai sẽ mất một số đồng chí ở trên TikTok. Nha. Mất một số đồng chí. Quẹt nè, tự nhiên em nói chuyện cái nó bay luôn cái eyeliner của em. Thiệt 1992 đã xin rồi vẫn tô thêm đồ xinh đẹp. Đúng vậy. Và last hay là do hôm nay em bận đủ kín đáo này nó không lốp em nữa ta. Sợ quá. Sợ quá má. Chị biết hát không à? Chị biết nhưng mà hôm nay chị hát hơi dở. Đẹp rồi. Yêu. Mới đi xem BK quốc tế về. Vậy hả? Xong rồi ông ấy thích nói điêu. Xong rồi đánh son nữa đâu. Em đâu có đánh son, em kẻ mắt mà. Thì hôm qua mới lên cái hở vai, không có cái dây áo á. Xong tôi thêm son cho ba chọn thuốc cả ba. Chắc do có anh xem á. Ai đùa ơi ơi, ai mở xu vậy? À, anh biết mở xu luôn hả? Ghê vậy. Trời đất ơi, đỉnh cao luôn. Eo ui. Mốt nhớ lấy bút lông về viết dây áo. Lạy luôn á. Thì không thể tin được. Nhà giàu có một xu đây.